con này ngon á. Nó to này. Đây là nó móc ruột rồi chứ không là nó nặng với tầm 11, 12 kg. Bây giờ nếu mà nướng hết con này có cái gì nướng không em? Có bếp nướng hết vấn đề gì đâu em. Để em nhìn con vẫn nướng được mà. Cho mọi người xem cái độ dày của nó này. Không treo thì ít nào phải có cái mâm mới đặt được hai con này lên. Đây này, treo đi chỗ này này. Sao ta thử đi, cố gắng đi. Con này là 10 kg mọi người ạ. Wow. Cái vòng ngang của nó nha. To hơn một gang, mọi người biết cái gang tay của mình khá là to. Mình đo vòng ngang cho mọi người xem nè. Wow, rất là to luôn. Wow. À, mọi người thấy cái chiều dài của nó chưa? Đấy, nhìn cái chị đang chụp hình trong này mình sẽ biết nó cái độ dài của nó như thế nào rồi. Chắc chưa nữa. Đó, rồi nhá, chưa chưa. Đây 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 đây. Mực rất là to. Đây, đây ba nè. Còn mực chưa có giá đông này. 1 2 ba găng tay chứ tính cái đầu không ạ? Cái đầu nó như cái đầu kia à? Nếu mà cho nó thẳng ra. Con này là 10 kg. Con này là 10 kg cho mà. Con này cũng có chín 10 kg nữa này. Con này mà nấu lên ăn thì không biết như thế nào ha. Em nghĩ nó sẽ giòn đó. Thấy chưa? Đây mọi người ơi, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái món mực khổng lồ. Chú ý là anh đầu bếp đang hỏi xem là cái món này thì làm cái gì ngon. Đang chờ sự tư vấn của anh đầu bếp. Để anh đầu bếp ra đã. Mọi người thấy cái thớ thịt của nó rất là dày nè. Wow, mọi người thấy chưa? Đây, mình cầm như thế này để mà mình quay cho mọi người thấy rõ hơn. Mọi người thấy cái thớ thịt của nó nè. À, rất là to luôn á. Mọi người yên tâm nha, mình sờ như thế này. Nhưng mà khi chế biến thì đầu bếp sẽ cắt ra xong rồi đầu bếp sẽ rửa qua lại với nước cho mọi người. Nên là yên tâm, không có vấn đề mất vệ sinh đâu. À, ở đây là 29.000 một lạng nha mọi người. À, có nghĩa là 291 kg. Thì một cái con thế này, nguyên con mực như thế này thì chắc là khoảng 2.6 triệu cho đến 2.7 triệu một cái con như thế này nè mọi người. Đấy, còn bán lẻ thì là 29.000 một lạng. Ở đây thì có cái món mực siêu cay cũng rất là ngon. Thì một xíu nữa ra mình hỏi anh đầu bếp xong rồi mình sẽ quay và sẽ review thử với mọi người ăn cái hương vị nó như thế nào nha. Đây là không gian quán nè mọi người. Đây. Mình đang chờ anh đầu bếp để làm cái món mực này nè. Đây, ở đây thì là đặc trưng là các loại dê. Và hiện nay thì họ mới đem về cái loại hải sản khổng lồ cho mọi người. Đây, chủ yếu là cái món dê nè. Giá cũng rất là vừa phải mọi người ạ. Đây, phần trung bình thì là một vài chục tới khoảng 100 mấy một phần. Dê núi Quý Lộc mọi người. Đây, cho mọi người xem sơ qua cái menu nha. À, rất là nhiều mọi người ơi, có cá hải sản nữa. À, chia sẻ một xíu là về giá cả của loại mực khổng lồ này là như thế nào ạ? Ra mực này bên mình đang bán với mức giá là 29.000 một lạng. Thì các bạn có thể đến cân và sẽ nhờ đầu bếp chế biến. À, 29.000 là bao gồm cá chế biến luôn rồi. À, là cả chế biến luôn là hai. Chế biến luôn này đó. Đúng rồi. Là mình muốn tạo cho con mình một sự đặc trưng và đặc biệt. Ngoài về dê bọn mình sẽ chuyên về hải sản nữa. Tới đây mình sẽ muốn là các bạn tầng lớp các bạn trẻ đến quán mình đông hơn nữa. Thì mình cũng là một người trẻ, mình muốn giao lưu và tiếp xúc với những bạn trẻ hơn. À, thế thì trung bình những cái con mực khổng lồ mình đem về đây thì cái số lượng ký nó khoảng bao nhiêu anh? Mực khổng lồ mình mang về đây với tầm số ký là từ 8 ký đến 10 ký hoặc là đôi khi có 11, 12 ký. Thực ra vì nguồn gốc của mực này ấy, thì nó được đánh bắt trực tiếp ở ngoài đại dương và sẽ được cấp đông ngoài đại dương luôn. Là khi mang, thực ra nó con này đa phần là ở nước ngoài, ở Việt Nam mình thì mực này không còn nữa do quá trình khai thác nhiều ấy.
Mực này mình gọi là mực gì anh? Này gọi là mực lá khổng lồ. Khách này. Wow. Đây là cắt mực đây. Anh đang làm cho khách. Mình kêu. Đây là cho khách đây. Ồ. Oh. Tặng mực này. Miếng thịt này. Miếng này chắc phải cả ký hay thôi nữa. Miếng này chắc khoảng tầm ký 2. Ký 2. Là 200 mấy, 300 mấy á. 290 ký. Thì cái tảng này chắc khoảng ký 2 các bạn. Mới là một góc của con mực đây nha. Mình đang chờ anh đầu bếp. Anh đầu bếp hôm nay sẽ làm cho mình hai món, một cái món là nướng siêu cay và một món là xào mọi người ạ. Cho nên là đang chờ anh đầu bếp ra. Phần này là cái phần dày nhất rồi. Rồi cho em mượn miếng này. Ủa các bạn coi nè. Miếng mực nó dày như này. Hai đôi con tay. Anh cắt nè. Qua coi anh cắt các bạn. Trời nghe tiếng dao cắt là thấy đã. Là cắt nó chưa nước ra liền anh? Chưa em. Wow, nãy giờ em cứ tưởng là anh cắt liền luôn rồi chứ. Mình phải cắt sẻ sẻ như này cho nó ngấm gia vị này. Dễ chín nữa. Kỹ thuật ấy, nãy giờ chắc đưa em thì nó lìa hết rồi. Đầu bếp người ta làm rồi. Wow, ngon ha. Là ô đều trong tóc luôn. Bạn cho nó thấm luôn. Wow, nhìn những miếng thịt kìa. Con mực này ăn rất ngon này. Một phần này là anh đang cắt như thế này là để xào nha mọi người. Còn nướng thì sẽ dùng nguyên một cái tảng này để nướng luôn này. Đấy. Mực không lo nướng siêu cay. Lò nướng siêu cay. Wow. Mày bị đá đấy. Cái này cay á. Cái này chắc cay cay hơn Thái Lan luôn. Nhìn hấp dẫn quá ha. Cho nó thấm đi ra. Rồi mọi người xem này. Họ thấm quá ha. Đẹp mắt quá. Mày nướng lên mới ngon đấy. Bây giờ anh đầu bếp sẽ xào nha mọi người. Khi mà mình bưng cái món xào ra xong thì mình sẽ ngồi đó nướng cái miếng mực cho mọi người xem luôn. Rồi mình bưng lên mình thưởng thức thôi, hấp dẫn quá. Người đẹp sẽ bưng ra mâm và chúng ta chờ thưởng thức thôi. Ở đây thì có sẵn một cái bếp than này, một xíu thì sẽ để cái mực này lên, để lên nướng nguyên miếng luôn. Xin chào mọi người, nãy mình quay cho mọi người cái công đoạn sơ chế rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào thưởng thức xem là cái mực này nó sẽ mềm hay là giòn nó như thế nào. Đây là mình sẽ có một cái chén nước tương nha. Mình nghĩ là xào này thì chắc là nó cũng đã đủ vị rồi, nhưng mà cứ chuẩn bị nước chấm ngờ. Mình sẽ cho vào đây một xíu ớt nha. Đây là phần ớt của mình nha. Phần nước tương chứ. Mọi người mời cả nhà nha, mọi người thấy không, ở đây họ trang trí cũng rất là dễ thương này, có quế, có cái nữa. Đây, mọi người thấy cái
yến mực này. Nhìn rất là to, trống vào đây nha. Thật ra nói là xào sa tế nhưng mà cũng không có cay lắm mọi người, vừa the nhẹ thôi nhưng mà mực nó rất là giòn, cực kỳ giòn luôn á. Mà mọi người thấy cái này nè, cái phần này hồi nãy là mình phải khó khăn lắm mình mới ghẹ được nè. Mọi người giống như một cái tàu lá chuối đúng không? Thì chúng ta xé cái lá chuối ra thì nó sẽ có một phần bê nhựa nó dính vô ngay chỗ cái cuốn á. Thì cái này nó cũng như vậy nè. Cái phần cái lớp mà vỏ của nó ngoài rất là dai luôn. Còn mực này nó giòn nè. Mình cứ mọi người không biết là ăn mực khổng lồ thì có người thì chê cứng nhưng mà mình thấy nó cũng không có cứng lắm đâu. Mình đang kèm với rau nữa nha. Thank you.
Cái này mà cho xử lý con mực 10 ký xử lý được không bạn Diệp? Diệp ơi, xử lý được không? Bỏ nguyên con vô mình nóng thôi. Bỏ nguyên con nóng. Đây mọi người, đây. Đây. Mọi thấy hấp dẫn chưa? Cay quá. Cay cay. Cay tắt mồ hôi lên. Mình thấy nướng thế này á, cay. Cay à? Ừ, cay nhưng mà cay đúng không ạ? Nướng siêu cay mà. Biết sao không? Mình thấy nè, cái phần mực nướng này nè thì có cảm giác là nó ngọt hơn mực, ngọt hơn cái vị xào nha. Và ăn nó thì nó giòn. Nó giòn và nó dai hơn cả phần xào. Nhưng mà cái hương vị thì nó đậm đà mọi người, công nhận là nó đậm đà. À, mọi người thấy nó giòn à? Ngon. Thật ra thì mình thấy là đi ăn cái này mình thấy ấn tượng với món nướng hơn là món xào. Đúng rồi, món nướng món nướng có vẻ là ngon hơn các bạn. Món nướng nó đậm đà và nó mềm hơn các bạn. Đây là còn đặc trưng là có quán này là chuyên về dê mọi người, cho nên là bạn ăn hôm nay có một vài món là dê nữa này. Chấm với cái mắm mà chấm dê này. Món ngon. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu với mọi người cái món mực lá khổng lồ ở quán dê nướng Phú Lộc. Địa chỉ là 302/6 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp cho mọi người. Còn bây giờ thì chắc là mình xin làm kết thúc video clip ở đây. Xin chào tất cả mọi người nha.